cả nhà, hello, welcome back Nhân Phan Cuộc Sống Mỹ. Đây là cái hành trình mà đi xem pháo hoa ở Dustin đi. Thì mỗi lần đi cũng mỗi lần trải nghiệm, khu vực này rất là xôn xao. Đại đa số dân bản xứ cũng có, rồi sân du lịch cũng có đổ về đây. Chương trình pháo hoa đốt ở trên mé biển thì cũng thấy rất là đẹp. So với mình thì nào giờ mình đi trên đất không à, nay mình về biển để mình coi tình hình coi sao. Thì tối nay thấy ai cũng khăn gói đẹp đẽ hết, ăn mặc sạch đẹp. Mà đại đa số dân tới đây là dân tắm biển không à, thường tới những cái shopping center mall khu vực này đại diện cho khách du lịch. Đây là cặp bãi biển, cái bến tàu. Tối nay mình sẽ đứng dưới mé này để mình ngó ở bên kia biển của cái đầm, cụm đầm cát bên kia đó. Thì cái biển Dustin này nó rất là đặc biệt, là cái suối chảy qua bên kia, qua cái cầu là cái đảo cua mé bên kia, cát rất là trong, cát rất là cát trắng đó, nước rất là trong. Khu vực này nếu mà ai đi tàu đó thì trải nghiệm cái vịnh của cái biển này, đi một vòng nữa là người ta vòng lại đó, pháo phải bắn qua cái đầm cát này, mé bên kia là biển luôn nha quý vị. Mình nhìn thấy chiếc những chiếc tàu ăn mừng của người ta ngừng đấy, đốt pháo. Đây là lễ độc lập của Hoa Kỳ nha, của Mỹ nha. Thì em thấy cũng đủ thứ sắc dân hết, nào châu Á, rồi người đán xứ, người bản địa cũng có. Cái bầu không khí rất là nhộn nhịp ở khu vực này. Mới tới là thấy nhạc sống nó đập lên rầm rầm. Đúng ra đó là nhạc ở đây có đó, nhưng mà YouTube không cho thành thử.
Thank you.
¿Viste que te dije yo? Vamos a ir adelantando. Em xin tống chào, hẹn lại quý vị thính giả video kế tiếp. Ok, bye bye.